Chiều nay, chi bộ tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 12, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng dự đại hội. Chi bộ tổng hợp hiện có 14 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác. Chi bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ trong tập thể cán bộ đảng viên. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành. Trong đó, công tác tham mưu tổng hợp không ngừng được cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tham mưu hoàn chỉnh ban hành hơn 5.000 văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ tổng hợp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tổng hợp, tham mưu đề xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.